天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你被完全，让你出发好每一天。ông lôi con mãnh hổ cầm lông này đã trấn áp tại chỗ tam sát này rồi, cho nên ông sẽ hổ hổ sanh quay, tai qua nạn khỏi. Đại sư à, ông đã đặt cái trận mãnh hổ cầm lông này, tức là tôi mãi mãi đè đầu tên Long Cảm Quy đó phải không? Bây giờ đại sư mời cô đi. Cảm ơn đại sư. Tôi biết ông thường xuyên coi phong thủy cho Long Cảm Quy, nhưng mà tôi có thứ này không hiểu, thuyền nát vẫn còn ba cân đinh. Sao ông ta còn phải ở trong nhà cũ đó để làm cái gì chứ? À, chuyện này liên quan tới vấn đề riêng tư và thiên cơ. Đại sư, tinh xá của ông cần tân trang phải không? Tùy duyên trợ giúp, trợ giúp. Được. Ông Lôi, ông rất tốt bụng. Tùy duyên trợ giúp, tôi cũng nên đền đáp lại. Dạy ông một cách coi phong thủy. Liệt để đốn đạo vốn là một nơi có ngọc hoàng nâng đỡ. Nước sông nuôi tôm. Rất thích hợp những người có nguyên khí bị thương nặng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, thêm một lần trao dồi tinh thần. Đại sư, ý ông là Long Cẩm Quy có cơ hội trở mình bất cứ lúc nào, chẳng ngược lại tôi sao? Có cách nào có thể phá giải được hay không gì? Cái này cũng là vấn đề của thiên cơ đó. Tùy duyên trợ giúp. Phải. Đại sư, của ông đi. Thật ra là gì? Cách cục nước sông nuôi tôm này á, kỹ nhất là ở xung quanh có động thổ, lông mạch sẽ bị tổn thương. Nếu lông mạch tổn thương á, thì lông cũng sẽ thành con sâu thôi. Tôi hiểu rồi. Tùy duyên trợ giúp. Cảm ơn thí chủ, Làm phiền ông rồi ha, Đại sư, hiểu ông rồi. Được. Trần mảnh hổ cầm lông. Hôm có buổi sáng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi cầu hào cà phê, cảm ơn. Cô Liên. Nè cậu à. Ừ? Lúc nãy Lôi Công Hộp có một ý định rất kỳ lạ, cậu có thấy không? Ông ấy muốn bán bánh trung thu ở quảng trường Tân Quy Long, rõ ràng là dằn mặt anh rể rồi. Không phải, là Lôi Công muốn thu mua lại cửa hàng nhỏ ở kế bên số 99 Liệt Đệ Đốn Đạo đó. Còn hỏi cậu ba bây giờ đang ở đâu? Số 99. Cậu nói có lạ không? Cậu nhớ rồi, tôi đi nói anh rể muốn xe thang máy ở tòa nhà cũ đó để tiện lên xuống. Nghĩ là thầy phong thủy nói là nếu làm như vậy sẽ tổn long khí và bị hao tài nên mới rút lui đó. Nhất định Lôi Công biết cái gì đó nên muốn phá hoại. Ông ta muốn ba không được trở mình. Rồi ông ta ác thiệt á, đã nuốt tiếp long rồi còn xấu xa như vậy nữa. Giữa họ có ân oán gì mà Lôi Công phải cắn ba không buông chứ? Có khi nào lần trước anh rể kéo bằng đến chỗ người ta gây sự hay không chứ? Trời ơi, đây là thù mới, không đến nỗi đối xử ba con như vậy đâu. Nhất định là có quán cũ mà chúng ta không biết. Ê, sáng sớm đừng có nói người. Hi Gilbert. Hi. Gọi Gilbert ngu quá trời vậy. Bắt anh đợi lâu như vậy xin lỗi nha. Gần đây anh phát đạt rồi ha. Đừng có sao. Anh thì sướng rồi. Bộ mặt giác như vậy sao mà ngu được. Không phải. Sao vậy? Cậu nhớ bạn trai trước đó của chị hai tên là Gilbert đó. Không phải trùng hợp vậy chứ. Con cứ nhìn đàn ông kế bên má, hình như có chút quen quen. Đó chính là Gilbert Lôi Công đó. Tấm hình này á, cậu tìm lâu lắm rồi mới tìm ra được thôi. Thì ra má với Lôi Công từng yêu nhau hả? Phải rồi. Nếu hôm nay không phải có người gọi tên tiếng Anh của ông ấy, cậu hoàn toàn quên luôn chuyện này đó. Cậu còn nhớ là ba con giật bồ của Lôi Công. Kịch liệt vậy sao? Lúc đó họ quen nhau, cậu chỉ có 10 tuổi thôi. Lúc đó cậu không biết tên tiếng Trung của Lôi Công, cậu chỉ biết ông ấy tên tiếng Anh là Gilbert. Mỗi lần hẹn họ đều sợ cậu buồn, nhất định sẽ dẫn cậu đi theo. Lôi Công năm xưa nhảy dở ẹt hà, chừng hai đạp vào chân của chị hai. Xin lỗi nha. Nhảy tiếp.
Lúc đó chị hai chỉ biết cười, chỉ có lễ phép vậy thôi. Dĩ nhiên là không có nói với ông ấy, là làm cho chị ấy rất đau rồi. Chính là lúc này có một anh chàng. Cậu đừng nói với con người này chính là... Thì chính là ba của con đó. Tôi đến cứu cô gái này, nếu không thì đôi chân bị đập gãy rồi. Anh... Anh không có tư cách làm bạn nhảy với quấy rồi, thằng khờ. Thằng khờ. Chúng mình nhảy thôi nào. Chính vì như vậy Gilbert đã uống nước ngọt cả đêm với cậu, uống đến cái bụng sình ra, còn nói những lời uể oải với cậu nữa đó. Gia Thông à, mối tình đầu của anh xong rồi. Thì ra má là mối tình đầu của Lôi Công. Hèn chi ông lại ghét ba như vậy. Rất rõ ràng là Lôi Công không quên được má của con, vẫn còn nhớ chuyện ba con giật bộ của ông ta, cho nên đã lên kế hoạch trả thù đó. Nè, đây chính là quán cũ đó. Cây gai của Lôi Công một ngày không lấy ra thì ba sẽ khổ dậy dậy. Còn cách gì chứ? Má con thì chết rồi. Không lẽ đi thông linh thỉnh má con lên an ủi cho ông ta sao? Không cần. Sao rồi, sao rồi? Tới rồi, tới rồi. Hành động. Linda, có phải có tài liệu khẩn cấp để tôi ký không? Phải đó ông Lôi, ông đợi tôi một chút ha. Ê, Casey, làm gì vậy? Sao nhiều đồ vậy hả? Không, tối qua tôi dọn nhà, dọn ra một thùng di vật của má thôi. Di vật của má cô à? Ừ. Chị hai còn sống, ít nhất là đọc sách đó. Chỉ đó là để sách gửi nhớ. Đọc xong một cuốn là một cuốn. Nhưng tôi nhớ lúc chị đọc buồn lắm. Nhất là cuốn này nè. Cái gì tình cũ khó quên, sai lầm khi có bồ mới, tình cũ chôn vào đáy lòng. Còn cái gì thời gian quay về với tình cũ, vân 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 vân. Những sách đạo cụ này quả là thu hút được ông ta chú ý. Lát nữa vào điệp khúc mới lấy mạng ông ta. Nhưng mà những sách này á, vừa tàn lại vừa cũ, đem tới cũng không có ai lấy. Lát nữa tôi nhờ chị Tùng đem bỏ hết đi ha. Đồ của má con thật không nỡ bỏ, nhưng lại không có chỗ chứa. Được thôi, dứt bỏ thì dứt bỏ. Ai, để coi. Ấy, có lá thư rớt ra kìa. To my love Gilbert. Hình như là một lá thư chưa gửi đó. Ê, cậu nhận ra chữ của chị hai đó. Chị chưa gửi, hay là không dám gửi chứ? Trời ơi, thật là con không biết. Cậu à, hay là cậu tháo ra coi đi ha. Ê, đừng có tháo. Má con đã chết nhiều năm lắm rồi. Chúng mình phải tôn trọng riêng tư của chị chứ. Đúng không Lôi Công? Cũng đúng. Ông Lôi đó cũng đúng. Vậy thì không tháo. Mắt con ngứa quá. Đừng, tay của con nhiều bụi lắm. Rửa tay rồi hãy chùi. Được, con đi rửa tay đã. Ông Lôi à, ông đợi tôi một lát, chút nữa tôi về đưa tài liệu cho ông ký. Được. Cậu nghĩ ông ta sẽ đọc lá thư đó không? Hay là mở CCTV trong phòng coi? Sau bao nhiêu lần, tôi cũng đã đủ can đảm viết lá thư này cho anh. Tuy tôi đã lựa chọn Long Cẩm Huy, nhưng tôi phát hiện thì ra người tôi yêu nhất vẫn là anh. Nếu như thời gian có thể quay ngược, đêm nhảy múa, hôm đó tôi thà bị anh đạp què cũng không nhảy với anh ấy. Đáng tiếc mọi thứ đều đã quá muộn. Hôm đó tôi đã ra sai quyết định, biết đã tổn thương anh. Mong rằng anh có thể quên đi quá khứ, không hờn ghét bất cứ ai. Hứa với tôi được không, Gia Nhu, người yêu của anh? Nè, lúc nãy Lôi Công cũng không còn nhắc đến chuyện thu mua liệt đệ đốn đạo rồi. Chứng tỏ chúng ta diễn tốt quá. Ý con thì là hay đó. Giả dạ, hai viết thư cho ổng, vậy là thu phục được ông ta rồi. Thực ra Lôi Công không phải là người xấu. Ít ra ông ta rất si tình. Mong là ông ấy đọc xong lá thư, có thể quên đi thù oán của ba. Matt à, mấy cửa hàng ba giao cho con giải quyết xong chưa? Dạ biết rồi ba. Con sẽ mau chóng hoàn thành dịch vụ, ký xong hợp đồng, sau đó đem đi đăng ký nhà nước.
Ông Lôi à. Ê, Linda. Chuyện thu mua liệt đệ đốn đạo không phải ông đã quản lại rồi sao? Lúc nãy họp ông đâu có nhắc tới. Tôi nói là không mua hồi nào chứ. Lúc nãy họp cũng đâu có thời gian nói mấy chuyện nhỏ nhặt này, nên tôi kêu Matt đi phụ trách đó. Không phải ông đã xem rồi sao? Tôi đã xem cái gì? À không, cậu nói là có một kiến nghị thu mua tốt hơn, hỏi ông đã xem chưa? Hai giao dịch khác nhau mà đâu có mâu thuẫn đâu. Matt à, thu mua lần này nhất định phải thành công. Đừng để ba và Jenny thất vọng đâu, có biết không? Yên tâm đi ba, tôi nhất định là không để cho ba phải thất vọng đâu đó. Liên, cậu tới rồi. Ê nè, sao nói là có cách mà. Người đâu? Chị hai. Nè, mở đèn. Cậu, là con nè. Sao con lại biến thành má của con vậy chứ? Cả cậu cũng thấy giống hả? Con cố tình trang điểm theo tấm hình cũ của má đó. Cả cái đầm cũng kêu thợ làm lại cho con đó. Nè, nè, cả cậu cũng không phân biệt ra thì Lôi Công làm sao mà phân biệt được? Cô ăn mặc như vậy, con muốn cái gì đây? Giờ con nghĩ lại, cậu còn nhớ lần trước Terry vào phòng của Lôi Công muốn phá hoại, đến cuối cùng Lôi Công cũng bỏ qua cho hai chị em chúng con. Con đã suy nghĩ rất là lâu. Con cảm thấy chắc là ông ta vẫn chưa quên được má con, nên đã mang tình cảm bỏ vào trên người con. Không phải con muốn Lôi Công coi con giống như là má con chứ? Con tìm hiểu rồi, Lôi Công tối nay sẽ về văn phòng một mình mở cuộc họp online với bên Mỹ. Tối nay cũng là ngày cập nhật hệ thống an ninh của Tiếp Long. CCTV sẽ không quay được bất cứ gì. Nếu lúc này có ăn mặc như má của con chạy ra hiển linh, xin ông ta bỏ qua cho ba con, cảm thấy chắc ông ta sẽ nghe đó. Ông ta tin con sao? Trong tình huống như vậy, dĩ nhiên là không tin những chuyện hoang đường. Nếu như bỏ một ít nước an thần ở trong ly nước của ông ấy rồi thả mạng khói, ở một trạng thái không được tỉnh táo, rồi gặp hình tượng tươi sáng này của con cảm thấy ông ta chắc chắn tin. Nè, sao lâu vậy? Có tới không? Chuyện gì vậy? Hả? Gilbert. Tiểu Nhu. Tôi đây. Tiểu Nhu. Anh còn nhớ tôi sao? Thật là cô sao? Tôi nhớ cô lắm. Tôi cũng vậy. Tiểu Nhu, cô chính là sự hối tiếc lớn nhất trong đời tôi. Năm xưa vì tôi quá nhu nhược nên mới bị Long Cảm Quy cướp mất cô. Tất cả đều do hắn ta. Tôi phải tìm hắn trả thù. Đừng trả thù. Ôm thù hận hoài thì khi nào mới xong? Coi như nể mặt tôi, tha cho anh ấy nha. Trả công ty cho anh ấy đi. Nếu không, tôi ở dưới sẽ không được vui, không thể lên thiên đường đâu. Hả? Bộ tôi làm vậy sẽ khiến cô không thể lên thiên đường à? Ừ. Vậy tôi đành bỏ cuộc vậy. Vậy thì tốt rồi. Gilbert, chúng mình hẹn gặp lại kiếp sau. Tiểu Nhu. Bye bye Gilbert. Chúng ta hẹn gặp lại kiếp sau. Hoàn hảo. Không đâu. Ông ta thương má con như vậy, lỡ như lúc đó có yêu cầu quá đáng thì... Ví dụ là gì? Tiểu Nhu, tạm biệt. Tạm biệt. Hả? Chuyện gì đó? Tôi cũng lên đây rồi. Tôi xin cô cho tôi một đêm vui sướng đi. Cô giúp cho tôi được toại nguyện có được không? Không tốt lắm đâu. Cái gì mà không tốt chứ? Ông ta có ghê gớm vậy không? Tình cảm ông ta dành cho má con mấy chục năm rồi, khó nói lắm đó. Con mặc kệ ông ta. Nếu thật thì con cho ông ta một trận. Chúng ta là người và ma, như vậy không được đâu. Cái gì không được? Cho dù tôi có tổn thọ, tôi cũng có cho bằng được. Đừng mắc, đừng mắc. Hai Long Lực Liên, thì ra cô giở trò để lừa tôi.
tôi sẽ đại đọa ba cô, em trai cô, đàn ông của cô. Đừng mà. Không được, con không thể để ông ấy tổn hại Quy Quy và Terry được. Vậy làm sao? Cô cao tâm như vậy sao? Kinh khủng quá. Đừng nghĩ tới nữa. Bể chuyện cũng chết, làm theo con cũng chết. Không nên mạo hiểm đâu Liên à. Vậy có cách nào tốt hơn không? Không có. Thật ra chuyện cũng chưa chắc tệ như mình tưởng tượng đâu. Vì khiến cho Lôi Công đừng chống đối với ba, còn thấy dù sao cũng phải thử một lần. Cùng lắm đến đó tính tiếp đi. Nếu con đã quyết định như vậy rồi, vất vả cho con đó. Cậu về văn phòng chuẩn bị trước đi. Con muốn đi gặp Quy Quy một chút. Quy Quy. Đền một chút nghe bà chủ thân yêu. Đền tính luôn sổ sách cho đã. Hả? Chuyện gì vậy? Tối nay có lẽ em sẽ làm một chuyện có lỗi với anh. Mong rằng anh có thể tha thứ cho em. Bởi vì hình tượng quê mùa này của em sao? Hay là bé Philip làm sai bài tập, em muốn phạt nó phải không? Cũng đúng, gần đây nó đúng là nghịch ngợm thiệt. Nhưng mà em đừng ra tay nặng quá. Ý em là tối nay có thể em sẽ với Lôi Công. Vì được sự tin tưởng của Lôi Công nên em phải làm chuyện tổn hại tới ông Long lớn. Ta nói vậy là em đã nhẫn nhục phụ trọng, lo toàn đại cục, anh hiểu mà. Tối nay có thể em sẽ làm những chuyện khiến anh nhục nhã. Không lẽ ông ta muốn em đánh anh trước mặt nhiều người? Vậy ông ta cũng nghĩ ra được sao? Được, đánh đi. Em thôi đi Tiểu Liên, em đừng nói nữa. Nếu như em cảm thấy đúng thì cứ làm. Dù sao anh cũng sẽ ủng hộ em. Quy Quy, tuy rằng cơ thể của em đã bẩn thỉu, nhưng tâm linh của em là trắng sạch. Nếu như anh không chê em, em mãi mãi vẫn là Long Lực Liên của anh. Nói gì vậy trời? Để cậu thử cái đèn đã. Mau đi, sắp tới rồi. Dư ra một người, làm sao bây giờ? Coi kỹ lại đã. Không Lôi à? Hả? Đừng trách là tôi nhiều chuyện. Tôi biết ông là vì muốn chọc tức Long Cảm Quy cho nên mới thu mua cửa hàng đó mà thôi. Nhưng mà về góc độ của thương nghiệp thì không có giá trị nào hết. Không những không có lãi, còn mất công mất sức của mình nữa. Tôi phải đánh bại Long Cảm Quy. Ông ghét Long Cảm Quy như vậy, nhưng mà lần trước tôi nghe ông nói là Linda rất giống mẹ của ấy. Ông Lôi à, không phải là ông... Cậu tưởng tôi vẫn chưa quên được mẹ cô ta bám chặt Long Cảm Quy không buông sao? Vậy thì cậu sai rồi. Không phải nguyên nhân này, vậy thì là cái gì? Tôi chỉ thấy tính cách của Linda giống mẹ cô ta thôi. Với lại mẹ cô ta rất tầm thường, còn là đàn bà có mới nơi cũ. Tôi sớm đã quên cô ta rồi. Nếu không thì làm sao tôi lấy mẹ của Jenny chứ? Mẹ của Jenny hợp với tôi hơn nhiều. Thì ra suy đoán sai hết rồi. Thì ra ông ta không hề còn tình cảm gì với má. Ê, tôi bỏ đi bỏ đi. Đừng nhắc tới chuyện của nhà Hoa Long nữa. John, cậu về trước đi. Tôi phải họp với bên Mỹ rồi. Được. Vậy tôi về trước đây ông Lôi. Chà, cả ly nước ông ta cũng đổ rồi. Mà phim này thì khỏi diễn. Vậy tìm cơ hội mau mau chuồn đi. Ê, chuyện gì vậy? Là gì? Tiểu Nhu. Không biết làm sao mới khiến cho Lôi Công tha cho ba. Ông ta đúng là lão hồ ly đó. Thiệt là phải cẩn thận mới được nha. Nếu không con chưa cứu được ba con thì đã... Không. Thôi đừng nhắc, đừng nhắc nữa, đi thôi. Ê chò, đại cát đại lợi. Ê, bắt cho công kỳ. Dẫn đen xua tan. Cảm ơn nhiều. Nè, làm gì vậy? Khi si, đại tiểu thư, cấp trên có lệnh rồi. Những ai hôm nay bước vào tiệm cà phê, ai cũng đều bước qua chậu lửa hết. Hả? Nè, nếu cấp trên đã lệnh rồi thì cứ làm theo đi. Khi si, rửa tay cái đây.
Ờ, đại tiểu thư. Cậu đừng có phun tôi nha. Nước cồn rửa tay thôi mà tôi cũng có. Ờ, không phải đâu. Chai này của chúng tôi là loại khác đó. Là nước lá bưởi. Ừ. Các người làm sao vậy? Tôi không biết. Đây là chỉ thị của ông Lôi. Tôi chỉ làm theo thôi. À còn nữa nghe. Hôm nay quán chỉ cung ứng món chai, chứ không có đồ ăn khác đâu. Ba, sao đột nhiên ngưng kế hoạch thu mua cửa hàng đó vậy chứ? Con đã trả tiền cọc 3 triệu cho ông chủ đó rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bởi vì nó còn ngu, đúng là ngu mà. Chuyện lớn như vậy mà cũng không thông báo ba một tiếng. Cũng là ba nói, quan trọng là bao lên kia mà. Mau lên trình báo cho ba đó. Số tiền đó trừ vào trong bao vàng của con. Hả? Ba không muốn nhìn thấy con. Ông Lôi à, thật ra tôi không hiểu cho lắm. Tại sao ông lại đột nhiên ngưng thu mua cửa hàng ở Liệt Đệ Đốn Đạo vậy hả? Nói không biết cậu có tin không, tối qua tôi gặp được người vợ đã mất của Long Cảm Quy. Không phải chứ. Không biết có phải bà ta bất mãn khi tôi đối xử với Long Cảm Quy như vậy nên lên tính sổ với tôi không? Có thiệt không vậy? Không biết có phải do tôi qua mắt không, hay là gần tháng 7 âm lịch. Cũng như cậu nói, cửa hàng nhỏ đó mua hay không mua cũng vậy thôi. Dù sao đối phó Long Cảm Quy tôi còn rất nhiều cách. Cũng đúng. Cho nên ông đã kêu chú Giai chuẩn bị một bếp than, lại còn lấy lá bưởi, và còn kêu mọi người ăn chay thêm một bữa. Là vì nguyên nhân này hay sao hả? Làm để yên tâm đó mà. Cũng phải, hiểu rồi. Hãy subscribe.